Rồi, dao xì bo chín chín quá cọp cho anh đặt thì đặt yêu cầu. À, con này là quá dữ dằn rồi. Rồi, để cho nổ đây, để cho nổ đây. Ganh tay mà nổ cỡ này thì thôi chứ. Máy móc của nhà anh em. Đây. Đó. Số zin nha. Anh khách kêu để số máy zin F122 cho anh về làm thanh lý. Đó. 42 triệu, quá đẹp cho cuộc tình. Này thôi chứ cho phát ngôn lời ý kiến chứ. Rồi anh em nào mua xe cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình 0977896908. Giấu kỹ vậy? Dạ. Rồi giao tận nơi cho anh em Bình Dương. Rồi anh em nào mua xe cứ liên hệ nha. Rồi chào anh em. Rồi hello anh em. Hôm nay mình vừa lại mình vừa giao cho anh em anh khách một con xì bo 99 nha anh em. Anh khách đã đặt theo yêu cầu, anh kêu để số máy zin cho anh về anh làm thanh lý. Đó, con này là dọn tới chuyện. Xanh ngọc. À, anh em nào mua xe ủng hộ mình, ra xì bo xe chi ra Z bên mình có đủ nha anh em, tất cả các loại pháp lý anh em bên mình vẫn có đủ hết cho anh em. Anh em cần gì có liên hệ số điện thoại của mình tư vấn nha, 0977896908. Anh em cần gì gọi số điện thoại trực tiếp nha anh em. Thì mình không có thời gian mình ngồi nhắn tin anh em rep Zalo, mình không có thời gian. Anh em chịu khó gọi giúp mình cái cho nó nhanh nha. Rồi, cảm ơn anh em ủng hộ mình trong thời gian qua. Chào anh em nha.